chắc có lẽ em dại khờ vì nhớ anh đầy vai câu yêu thương chưa thành lời. Người ơi em xin anh hãy bên em, hãy thứ tha cho em. Đâu nào hay em biết sai, bởi vì em luôn hân ghen khi anh cười vui với ai. Còn đâu khi thời gian vô tình mang anh đi, vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh. Bao lời yêu thương vẫn còn đây, I want someone to take it back. Bao nỗi đau anh đã trao, I want someone to take it back. Bao tình yêu không còn đắm say, I want someone to take it back. Quay về đây, xin hãy quên bao cay đắng vội vàng đi qua. Mà những tháng năm bên nhau ngọt ngào, vẫn mãi yêu anh như thuở nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên em. Cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn Ô cùng nhóm bè Cadillac. Em ơi, một trời thần thái. Em bị mệt hả? Chị cũng mệt. Chị nhảy theo đó, chị mệt. Không mệt nha. Dạ. Cái tiết mục này mệt thiệt nha. Mệt thiệt. Ngồi lo cho em mà mệt đó. Lo cho tim cũng rớt ra ngoài. Cái câu cuối, baby I'm sorry again, là lên tới gần rê thăng luôn mà hát căng. Nói thiệt, hồi nãy lên không phải là không nổi, nổi nhưng nó bị vướng, nó bị với nó bị vướng. Mệt giống như người ta phải ngồi, người ta lo là trời ơi con bé nó có lên được hôn vậy, nhưng thật sự là lên được. Nhưng mà thế này nè bé, theo anh thì anh vẫn đề nghị em như này, tại vì em thật sự là một thí sinh rất là tiềm năng và hôm nay em rất đẹp ha. Mặc đồ mọi thứ, anh nói thiệt em,
Với cái vóc dáng của em ban đầu khi đến với chương trình, không ai nghĩ là một ngày nào đó em có thể mặc một cái bộ gym suit như thế này để đứng ở đây biểu diễn. Và hôm nay em cột tóc lên, gương mặt vẫn rất thon gọn, V-line, đẹp đẽ, và em càng ngày càng lột xác. Bộ trang phục này nó hỗ trợ em rất là nhiều. Và quan trọng thế này nè, em không bị những cái mà chưa hoàn hảo về ngoại hình nó cản trở mình, mà em vẫn tự tin. Cái đó là anh phải khen em trước. Nhưng hôm nay hát lo lắng quá, tại vì chị Hà là cái người khổ luyện để lên được những cái nốt đó hả? Em theo anh thì anh thấy rằng em là nữ trung, quãng giọng ấy nằm ở tầm trung, nó rất đẹp, em sẽ lên cao được. Nhưng mà trong một bài anh cũng hy vọng là em lên cao một hai lần thôi, tại vì mình thi mình phải an toàn là trên hết. Cái bài này nó lên tông liên tục mà nó còn nhảy nữa, nên không phải là trật nhiều, nhưng mà thật sự ra là có nhiều đoạn nó trên luôn, nó trên hẳn cái nốt ra luôn. Nên anh nghĩ rằng lần sau em phải rất cân nhắc, hoặc em xuống tông để em giữ được những cái nấc thang cao độ, hai là lựa cái bài nó vừa với sức của mình. Chứ nếu mà em hát mà kiểu này anh thấy nó hơi nguy hiểm, nhất là mình gần đến vòng chung kết rồi. Ở những chặng đường này ai sai lầm nhiều hơn người đó thua, nhớ điều đó. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Anh Thành nói là tại vì anh Thành thấy cái đoạn cao của em hát á, thật sự là đúng, là tại vì Hà bây giờ Hà luyện cái quãng của Hà, cho nên là Hà hát cái đó mình hát theo nó là cả một vấn đề. Nhưng cái này là chị nghĩ là cân đong đo đếm rồi, em không thể nào xuống tông thấp hơn nữa, tại vì cái đoạn trầm không nghe luôn. Tại vì ở cái câu mà em feel á, là không phải là nó chuyển tông nhiều, mà là cái bậc của nó lên cái chỗ mà ta 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 ta, ta là nó lên ba lần như thế, chứ không phải là em chuyển tông nhiều, em chỉ chuyển tông đúng một lần, phải không? Nhưng mà tại vì cái bài này, cái quãng, cái chỗ đó feel nó cao quá, và cái quãng nếu mà em xuống tông thấp nữa là sẽ hoàn toàn không nghe được gì. Thực ra trong bài hát này cũng không nghe cái đoạn thấp của em, nhưng mà người ta sẽ du di, bởi vì đây là một cái bài dance. Quan trọng cái lực em giữ trong khi nhảy thì là em vẫn làm tốt, tức là em chỉ làm cho người ta cảm thấy sợ, sợ là tức là hồi hộp em có lên tới hay không, nhưng em lên vẫn tới, nhưng mà nghe nó có vẻ rướng thôi. Chị thích em ở chỗ là em tự tin vào cái hình thể của mình, em không có sợ, em không có ngại. Chính vì cái tự tin đó nó làm cho em được thoải mái trên sân khấu. Em chỉ bị một tí xíu vấn đề này kia tí xíu anh Cảm Thành cảm thấy, nhưng mà đối với chị trong bài này chị ghi nhận cái sự nỗ lực của Trang rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Đúng là thật là khi mà mình hát mà không có đàn á, cái đoạn đầu á em không có giữ vững được cái cao độ của em thì nó hơi bị chênh phô. Nhưng mà phải nói rằng là để mà hát một bài hát mà vừa nhảy nhiều mà vừa giữ được cái cao độ, nó không phải là một cái điều dễ dàng. Theo như chị nghĩ rằng nếu mà em không nhảy thì cái nốt đó em vẫn có thể tới, chứ không phải là không. Với cái sức của em bảo đảm là em sẽ hít được. Nhưng để mà muốn trở thành một Hồ Ngọc Hà mà gọi là toàn vẹn thì phần dance á, là nó phải vô cùng tốt. Thì đối với chị thì phần đó em vẫn chưa được tốt. Nhất là những cái động tay, những cái động tác tay của em á, nó bị lưng chừng, nửa chừng, hiểu không? Thì đó, cái đó em phải học thêm nếu như em muốn vô chung kết và muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Chỉ nói những khuyết điểm là bởi vì thích cái vụ mà đang hát làm tôi giật mình, đang ngồi say mê vỗ tay lên được không ạ? Hết hồn cái gì anh Nghĩa, anh tỉnh ngủ liền. Anh Nghĩa, anh có cảm thấy là nhờ cái chương trình này á mà cái tái hiện ca sĩ Khánh Phương em thấy nó thú vị khủng khiếp luôn á. Đa sắc phải không em, ý em nói gì phải không? Cô Minh Tuyết đó cũng đang cảm thấy hoang mang. Chị hoang mang quá, cái bạn hồi nãy thì nó quá quằn quại kinh khủng lắm, còn bạn thì càng gió chị ơi, em hình dung tới điều gì chị biết không? Khi mà bạn chị diễn em hình dung tới quá, chị không giống mấy bạn mà nhà thiếu nhi đội sơn ca thì đó nên là em thấy cái bạn này giống như là bên đội văn hóa phường 13 ấp 8 đó. Dạ, ngày chúng ta vậy đó thì đó mà anh thề giống như bên nhóm Mắt Ngọc hồi xưa kia nè, hai dây da hai dài kiểu như lôi nhóm Mắt Ngọc vô đây chi. Cưng lắm, em thấy cưng lắm. Ông nhảy xong cái hồi ông quýu cái ê, giờ tao lên đi. Cưng lắm. Em có bị rung không? Có hồi hộp lắm không?
Dạ, thực sự là em rung. Rung chứ. Nhưng mà anh Phương ảnh có mà bỏ ra mấy cái động tác nhảy 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 xong cái anh bỏ anh đi bộ vô vậy không? Dạ, cũng có nhưng mà anh không có đi bộ. À vậy hả? Dạ. Chứ nãy như thấy có một cái động tác nhảy 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 ghê lắm à. Xong cái... Mỏi. Hai người khác nhau luôn á. Tại vì khi mà em làm động tác đó nó ù. Cũng có nghiên cứu ha, cũng làm động tác khó ra. Cái sao nó xả dài. Y như có cảm giác chị bông em nhảy xong cái vô lãnh lương. Có nhiều khi là những cái bước đi như thế nó đúng, nhưng mà đối với Phương là một cái người như là có học nhảy và cái gì đó là chuyên nghiệp, thì họ đi cái bước đi của họ nó không vụng về. Còn thí dụ như các em đây là mình sẽ tập theo thần tượng của mình, cho nên nhiều khi không có chuyên về nhảy, cho nên cái bước đi thì nó đúng nhưng mà nó có vẻ vụng về, cho nên nó giống như anh này anh nhìn thấy cưng lắm, cưng lắm. Anh nói còn thiệt, về giọng hát thì như thế nào ạ? Anh Thành nói thiệt với em là chưa có giống lắm, là bởi vì hiện nay em đang cố tình hát gần giọng. Phương hát Phương có kiểm soát hơi hám đồ một tí, chứ còn nhiều khi em hát em cứ gần giọng thế này thì nó hư hết cái thanh quản của mình. Nhưng mà mình hơi hoang mang là tại vì cái phong cách của Phương á, đúng, nó đa dạng, nó biến hóa liền khôn lường. Cái đoạn này là đoạn Phương hát event, còn cái đoạn nãy là Phương đang đói bụng. Không, cái này là hồi ảnh mới. Ảnh mới cho nên là có vẻ là ảnh nhẹ nhàng. Còn sau này nói anh phong trần quá. Nói chung là quyết định tối nay tôi sớm tôi cho nên là mới được. Cho nên là mọi người có một, tại vì hai cái phong cách nó quá đối lập, cho nên là mọi người hoang mang, em hiểu không? Có thể là em coi ở một cái phiên bản, với lại cái lúc này Phương lúc mà mới nổi, thời gian đó, mới nổi, mới vào nghề một thời gian ngắn so với cái bài Tha Thứ sau này, cái cách biểu diễn, cái phong cách nó khác nhau. Cho nên là qua tới bài kia là có múa đương đại đúng không chị? Nhưng mà rất là dễ thương ha. Cưng lắm, cưng lắm. Thiếu cái âm khàn bao quanh cái chữ của Khánh Phương. Khánh Phương hát giống như là sợ cái chữ nó bị đau á em. Nó bị đau á. Hát nó rất là nhẹ nhàng. Hát hơi, chị nghĩ là nếu mai bắt chước giọng Khánh Phương rất là khó. Tại vì khi em hát hơi thì vô tình là em đã phà cái hơi ra rồi. Cho nên cái cột hơi của em nó không thể giữ chắc. Nó dễ bị tuột luôn lắm. Cho nên là bắt chước giọng Khánh Phương coi vậy chứ rất là khó. Phương thực sự là giọng Phương không phải là một cái giọng hát là gọi là người ta nói là cái giọng hay là hay, nhưng cái khàn khàn của Phương á nó lại là một cái giọng rất là đặc biệt mà khi người ta nghe nó không lẫn, đó là một cái riêng của Phương, cho nên là Phương mới có được một cái hiệu ứng của khán giả và có một cái lượng khán giả nhất định như vậy. Lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim ta không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá quạnh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ai ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa. Nhưng mình anh vẫn thầm chờ. Hiến dâng hết quãng đời này và cùng nhau say đắm bên nhau. Em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh
trăng khuya, con tim mưa xa quanh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Đi đâu ai có biết lòng ai. Anh vẫn thầm chờ mong, dù đã biết tình chia lìa. Khi anh quay bước ra đi, một mình em bơ vơ buồn tới. Và bao nhiêu mong ước ta trao giờ tan theo. Chờ mong dù đã biết tình chia. Duy Hiếu và Lan Anh, ý kiến của các vị giám khảo như thế nào? Hiếu đã rất là khôn khéo, hôm nay chọn một cái áo vest màu đen. Em hơi tròn cho nên em mặc cái màu đen á, nó khiến cho mình gọn gàng hơn và nhìn mình rắn rỏi hơn so với tiết mục lúc nãy chọn một cái áo vest màu bạc. Em xin phép nhắc lời anh Nam tí xíu, anh Nam anh đúng là một đạo diễn tài ba, một phát anh bắn chết hai con nhạn, một là Trấn Thành và anh Đại Nghĩa. Một trang phục màu đen, anh Trấn Thành anh cảm thấy sao vậy anh? Em nghĩ áo em màu gì? Như ơi, tính anh thì anh rất là sống nội tâm và cũng ít nói và cũng không thích chỉ soi người khác như vậy đâu. Anh Nam anh sống rất là nội tâm nên mỗi lần anh mệt anh phát tâm ra. Nó cũng làm nhiều người cũng mệt tâm lắm. Dạ. Diễn xuất đó thì anh cũng thấy hai em rất là nỗ lực đó. Trong cái việc là dù mình chỉ đứng ở trung tâm sân khấu nhưng mà cũng có những lúc á kề vào nhau, có những lúc lại tách ra xa, giống như một người rời đi và một người kia thì cố với lấy nhưng mà không thể được. Rồi nói chung là cũng có những cái phần tương tác với nhau, tuy nhiên anh vẫn thấy là cái nắm tay của hai đứa duy nhất trong bài này là một cái nắm tay rất là thất bại. Hai đứa nắm ra và đúng cái câu nhạc đó là phải vào lời hát rồi, hai đứa bội buông ra, đúng không ạ? Anh là đạo diễn thành ra ảnh soi về cái phần diễn xuất kỹ lắm, phải chứ hai đứa nắm chặt nhau một chút nữa, nắm lâu hơn chút nữa là có như ăn điểm của anh Nam rồi. Bây giờ nắm vô hết ông ơi. Giờ thò tay ra nắm. Thật ra thì thế này, Hiếu mê sân khấu lắm hả? Em thì đúng là với một cái đam mê âm nhạc từ nhỏ. Em cũng đã đăng ký tham gia rất nhiều những cái cuộc thi rồi, nhưng mà cứ đến ngày đi thi thì hết người nhà vào viện, rồi lại bản thân mình lại nhận lịch đi công tác. Thế là nó cứ một cái chuỗi dài như vậy. Hiếu đang làm công việc gì? Chắc là anh Thành quên em rồi. Em có một cái dịp mà đã làm việc cùng với anh Thành. Con trai em đã đóng con của anh trong live show 10 năm kỷ niệm làm nghề của anh tại Hà Nội. Wow. Rồi. Em con trai ta diễn chứ có phải ta diễn với tôi đâu, tôi nhớ ta trời. Con trai người ta tới em chứ. Xin lỗi Hiếu, tại vì Thành gặp quá nhiều người trong cuộc sống nên đôi khi Thành không thể nhớ hết được, và Thành cũng rất là trí nhớ kém trong cái vấn đề về về nhiều người. Năm ngoái thì chị Ly cũng đồng hành cùng với lại gia đình em, chắc là chị không quên bé Hữu Tú ạ. Không có, nhìn em thì cứ ngờ ngờ nhưng mà tại vì mình không có chắc. Người ta đã từng tham gia chương trình của chị rồi mà chị cũng không nhớ luôn. Trời cả anh ơi, có nhớ em đâu. Ủa, đó, đó. Vừa anh, anh là người dẫn chương trình của bé nhà em tham gia chương trình. Thấy chưa?
Nói hơi nguyên vàng mình ai cũng có lỗi hết trơn. Nói chung là thế này nè Hiếu ạ. Rõ ràng là tôi thấy được cái đam mê của bạn trong âm nhạc. Và hôm nay xem như nó là một cái kỷ niệm ha. Chúc mừng bạn về cái điều đó. Nhưng đúng là lần này Hiếu hát cho Hiếu nhiều hơn là hát để giống một thần tượng nào đó. Lan Anh, em là một cô bé có chất giọng tốt. Bài này nó hơi quãng nó hơi rộng so với cái quãng của em, nên cái việc em kiểm soát nó cũng hơi khó khăn. Mặc dù là không thể hoàn hảo được, nhưng mà bản thân riêng hai bạn là hai người sở hữu hai cái chất giọng tốt, nên thành hy vọng là hai bạn hãy mài dũa nó lại một tí ha, để mình sử dụng nó cho nhiều cái dịp thích hợp hơn. Cảm ơn hai bạn. Ông là ông Phong đúng không? Bà có phải là bà Mộng không? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi từng ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ. Dối như ngày mới quen nhau, thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Xa em,
là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn. Bà ơi bà, bà ơi, tôi mua được bún bò rồi nè. Mau mau đi về ăn đi, để nó nguội hết ngon. Ông ơi, ông ơi, tập thể dục xong rồi, về đi ông. Chào bà khỏe hả? Chào ông. Chào ông Phong. Nhớ khi đã hết xúc động, giám khảo Trấn Thành anh nói gì ạ? Tại vì thế này là tôi thích những cái điều nhỏ nhỏ mà nó đáng yêu và nó đẹp đẽ, nó xảy ra trên sân khấu á. Thật ra chương trình này một trong những cái khâu mà tạo nên một cái chương trình hay cho ca sĩ Thần Tượng, đó là những cái ý tưởng âm nhạc rất là sáng tạo của giám đốc âm nhạc Minh Vi. Giám đốc âm nhạc Minh Vi đã cho mọi người không những chỉ thưởng thức một bài nhạc mà đó là một tác phẩm. Ngay cả cách mà họ sắp xếp những bài mashup với nhau, nó đều có ý nghĩa, có nội dung và nó có giá trị trong âm nhạc rất là cao. Nó tôn vinh được giọng hát, nó khoe giọng, nó có cái khoảng đất để cho mọi người vẫy vùng. Và quan trọng như cái bài vừa rồi, nó chỉ là một bài Trái Tim Không Ngủ Yên chúng ta đã từng nghe quen thuộc, nhưng mà với cách trình bày này người ta cảm, nó dễ sợ cảm. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, tại sao tôi rơi nước mắt? Bởi vì các bạn diễn thật, các bạn không cố gắng làm cho ra ông già bà già, các bạn diễn thật. Và cũng cảm ơn hai bạn, tại vì hai bạn hát nó rất là thả hồn và trong đó rất là cảm cái nhân vật, cảm cái bài hát. Những cái dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà nó len lỏi trong cái trái tim và tình cảm của mỗi chúng ta. Đừng có trách chi những phút sao lòng, ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Cái bài đó là cái bài của nhà sơ Thuận Hữu. Thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh này cũng rất là dễ thương. Có thể là cái tứ của cái câu chuyện tình này, có thể trước đây họ đã từng yêu nhau, hoặc có thể là bây giờ họ gặp gỡ, họ yêu nhau nữa chăng, mình không hiểu được. Mình không hiểu được chính xác. Nhưng mà mình biết rằng là họ sau những cái mộng mơ, rồi họ phải trở lại với thực tại, với những người vợ và người chồng của mình. Đó thì nó có một chút gì đó buồn, nhưng mà đôi khi chúng ta phải trở lại với những cái trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cách diễn của hai bạn á, người ta tin thật sự hai bạn là một cặp đôi tình già, thật sự Thanh Mộng cũng như Văn Phong hôm nay lột xác mà dễ thương lắm luôn. Lúc Thanh Mộng bị rớt cái cuộn len á, cô Minh Tuyết nói trời đất ơi, bà này bà già bà ra bà dụ trai này mà làm dễ thương. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Xin cảm ơn ạ. Không có em như thuyền xa rời bên mộng. Chiều nay anh vắng em nghe sầu rớt vào trong tim. Chiều nào ta bên nhau khăn khít hai mái đầu. Nay em bỏ đi rồi còn mình anh đơn côi. Chiều nay mây ngừng trôi cơn mưa lòng bất chợt. Mắt lệ này cho em nghe sầu ướt hoen mi. Vì sao em ra đi em không nói một lời, bỏ lại anh giữa đời với nỗi sầu khôn nguôi. Em ơi quán cũ hôm nào khách đến dắp diều trong tiếng nhạc tình thương yêu. Còn anh lạc lõng bơ vơ góc vắng lanh lùng uống rượu sầu nhạc.
lệ thương đâu. Phố buồn nay không em, anh một mình qua lối cũ. Bóng hình em yêu xưa, anh biết nẻo đâu tìm. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên quý vị khán giả, ca khúc Đêm cuối cùng bên nhau với phần trình diễn của thí sinh Quỳnh Lâm. Xin mời ý kiến của các vị giám khảo. Lâm ơi, Lâm hát cũng rất là giống anh Mạnh Quỳnh. Anh Mạnh Quỳnh á, anh có một cái đặc biệt là cái giọng hát của anh nó hơi có cái âm ngang khi phát âm á, thì khẩu hình hơi bẹt bẹt một tí. À thì bạn lại có cái âm thanh rất là giống cái điều đó. Bạn có mê bolero không? Hay là bạn có hát nhạc trẻ nữa? Dạ em hát bolero và dân ca thôi ạ. Có hát nhạc trẻ nữa không? Chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, chỉ mê bolero dân ca thôi hả? Thành thấy là bạn hát khi bạn phát âm á, bạn có cái thái độ của nhạc trẻ, có nghĩa là bạn hát ra cái chữ nó thẳng. Còn khi anh Mạnh Quỳnh anh lên cao á, nó có cái đặc trưng của dòng nhạc bolero là khi lên cao người ta ngân 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 ngân. Ví dụ như bạn hát là anh ơi, là chữ ơi của bạn nó thẳng băng vậy. Còn nếu anh Mạnh Quỳnh là anh ơi, nó là cái đây nó có cái đó. Thì bạn để ý cái điều đó, mỗi lần khi mình lên cao mình ngân, mình đẩy cái giọng mình ém hơi rung một tí thì sẽ ra cái kiểu của anh Mạnh Quỳnh hơn. Và khi phát âm khẩu hình bạn mở ngang một tí cho cái chữ nó giống như cái cách phát âm của anh nhiều hơn thì sẽ ok hơn nha. Cho chị bổ sung tiếp phần của Trấn Thành. Anh Mạnh Quỳnh ảnh hát cái âm của ảnh đưa lên vòng mũi nhiều hơn là ở phần bụng. Theo như Tuyết thì Tuyết đi hát với anh Quỳnh cũng khá nhiều á. Thì Tuyết thấy thì là giống anh Quỳnh quá ít. Cái cuối cùng nữa là anh Mạnh Quỳnh hát rất là sang sảng. Anh không có ém cái hơi vô và gò cái chữ nhiều. Lâm thì lại gò từng chữ. Đúng rồi, đừng gò cái chữ nó lại cho nó tròn vành quá. Tại vì anh hát á, nó giống như nói chuyện nha bạn hiểu không? Càng đời càng tốt. Nãy giờ đã nghe anh với lại chị Tuyết nói, đâu Lâm thử đẩy âm thanh lên khu vực này một tí, hát ngân hơn tí, hát cái câu mà người ta đã bỏ tôi rồi bạn. Đó, thử đi, thử câu đó thử coi. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đó, vô rồi đó. Bây giờ chê chán coi, vô. Bây giờ chê chán neo đi đường về. Đường là đang gò đó, đường là đang gò cho đẹp để đường vẫn, đó vẫn không? Gò vẫn gò vẫn gò đó. Dạ cảm ơn các vị giám khảo. Dạ giờ này không phải giờ học luyện thanh. Những lời nhận xét góp ý như vậy thôi đã là một cái điều rất là quý giá cho bạn Lâm rồi. Mình vẫn còn vòng thi thứ 3 vòng hòa thanh nữa mà ha. Ghi nhận những cái sự góp ý của các anh chị để hoàn thiện mình hơn trong vòng thi sau. Cảm ơn em. Chào cái phong cách Ngọc Sơn đó. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh. Từ còn tim tha thiết chân thành, muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm. Đêm ngày thương nhớ âm thầm, biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi. Người tôi yêu thương nhận trên đời, người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lụa là, không mang phú thì đèn hoa. Đố ai
thuyền gió, gió đừng dùng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say. Trăng khuya xa khuất trăng trời, đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Gió, gió đường dùng cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu trăng khuya xa khuất trăng trời, đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Trung Vương vừa mới thể hiện một sáng tác của chính danh ca Ngọc Sơn, Biết Nói Gì Đây. Em ơi, thấy hát cái bài này say đắm quá, truyền cảm quá, dạt dào cảm xúc quá. Thật sự là em theo cái nghề này là vợ em không có ủng hộ cho mấy. Tại vì bản thân mình không có điều kiện này nọ. Hiện tại bây giờ mình có là ca sĩ tự do nhưng mà vừa làm vừa đi hát. Cũng hai vợ chồng cũng đang đi làm hàng ngày để mà kiếm sống qua ngày. Còn riêng em là đi làm để mà nuôi cái nghề hát, nuôi cái nghề em đã chọn. Chứ rằng rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng em vẫn chọn. Biết nói gì đây với bà xã, bây giờ chỉ cần nghe anh hát thôi thì em hiểu được cái niềm đam mê đó của anh nó như thế nào. Thông cảm cho anh, hiểu cho công việc của anh, có phải ý em là vậy không? Dạ đúng ạ. Rồi nhắn nhủ với bà xã Trùng Vương luôn nghe. Hát hay quá, để cho chồng đi hát, đừng có ngăn cản gì hết trơn, trời em nghe. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái lời động viên từ ban giám khảo đi, anh Trấn Thành. Thật sự là thế này nè bạn à, lại kể một cái câu chuyện rất là cũ ha. Tôi hỏi một cái cô phụ công, cô lọt vào top 4 của một cuộc thi rất lớn về nhảy múa. Tôi nói là bạn ơi, sao bạn không đi vô mấy vũ đoàn bạn nhảy á, để bạn kiếm thêm thu nhập. Bạn trả lời tôi một câu như thế này: dạ thưa anh Thành, thật sự ra với em, biết đủ thì nó sẽ là đủ. Tại vì không bao nhiêu là đủ hết, chỉ cần mình biết đủ thì nó là đủ. Thì cũng như câu chuyện của bạn, có thể là cái công việc này đối với bạn nó cực kỳ khó khăn, nó cực kỳ gian truân, nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy không công bằng. Tại sao mình cố gắng hết sức rồi mình cũng như người ta mà mình không được ghi nhận? Tôi nghĩ là đó là lý do mà có rất nhiều người phụ huynh hay ngăn cản con mình theo con đường nghệ thuật. Nhưng thực sự ra những người đi vào nghệ thuật á, mà người ta không có được thành danh, nó có vài trường hợp sau đây. Một là do may mắn không có đến với người ta. Hai là do quá trình người ta làm việc và cống hiến cho khán giả, có một cái điều gì đó người ta chưa nắm được cái bí quyết để lấy được trái tim của khán giả. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là tất cả những người đó, họ đều có chung một cái điều, đó là họ say mê với công việc họ làm. Và họ cảm thấy là cuộc sống họ có ý nghĩa khi họ làm cái việc đó. Tôi nghĩ là cuộc sống của bạn á, cái cuộc đời này mình sống không có bị lãng phí, đúng không? Nó có ý nghĩa mà. Đó là một số điều chia sẻ từ giám khảo Trấn Thành liên quan đến câu chuyện của Trùng Vương. Thế còn về tiết mục này thì Trấn Thành nghĩ sao? Lần này bạn xuất sắc hơn Thành nghĩ nhiều. Tốt hơn cái bài mà hát tứ ca rất nhiều luôn. Lần này là bạn hát từ những câu đầu thôi là khán giả, thậm chí giám khảo quay qua trầm trồ với nhau. Rồi giống rồi, giống rồi, mà giống lắm luôn chứ không phải giống bình thường. Thành chỉ
nhắc bạn về độ tập trung thôi. Bạn cực kỳ tốt với những đoạn đầu, cái càng ngày càng sau bạn thả lỏng ra, cái bạn quay về bản thân của mình, bạn hiểu không? Tập trung cho đến phút cuối cùng, cái câu cuối cùng là cái câu mà dứt nọc để khán giả vỗ tay, thì làm sao cho cái câu cuối cùng nó phải đậm đà. Đó là một trong những cái cách mà tôi nói bạn là phải đắc nhân tâm, phải làm sao có chìa khóa cho bản thân của mình bạn nhé. Hồi nãy cái đầu tiên mà bạn bước ra đó là Tuyết cười liền, Tuyết nhìn anh Nam, Tuyết cười liền là cái sự vẫy tay của đặc trưng của anh Ngọc Sơn. Phải không? Wow, thân thiện. Wow, thân thiện. Nhưng mà bạn thiếu một chút xíu này nè, nếu mà bạn lọt vào vòng trong bạn phải để ý cái mặt anh Sơn á, nó nhìn nè. Mặt ảnh vậy đó, đã vào vai nhân vật rồi thì phải vào cho tới cùng. Cái điều đó là cái điều đầu tiên. Còn về đối với lại cái phần thi vừa rồi của bạn đó, thì bạn hát tốt hơn cái vòng đầu rất nhiều. Cái vòng đầu chị Cẩm Ly nói rằng bạn phải hát được những cái đặc trưng, cái cách phát âm, cái cách nhả chữ, cái cách ngân của cái người thần tượng của mình. Thì vòng này bạn đã làm được điều đó. Nhưng có một điều là bạn phải giữ cái cột hơi của mình cho chắc. Bởi vì muốn hát giống anh Ngọc Sơn á, vừa ngọt vừa vang mà không bị hụt hơi không phải là một điều dễ dàng. Bởi vậy mới chỉ có một Ngọc Sơn mà thôi. Cho nên bạn muốn làm được điều đó thì bạn phải tập cái cột hơi của bạn thật là chắc và khỏe, để những cái nốt thấp lẫn những cái nốt cao và những cái nốt bỏ nhỏ bạn phải hát để người ta nghe được, thì nó mới đủ tiêu chuẩn giống thần tượng Ngọc Sơn. Xin cảm ơn Vũ đoàn Ô đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, đây là một cái bài hát rất là nổi tiếng của Nhật, được ra đời vào năm 1986. Và sau đó bài hát này đã được dịch ra rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi đến Việt Nam thì nhạc sĩ Anh Bằng đã viết lời Việt cho bài hát này vào năm 1994. Và khi bài hát này được sự thể hiện của ca sĩ Như Quỳnh đã làm một cái ca khúc thành công vang dội, đưa ca sĩ Như Quỳnh đến gần với tất cả quý vị khán giả. Và chúng ta cũng còn nhớ hình ảnh một ca sĩ Như Quỳnh nhí nhảnh dễ thương trong bộ đồ đỏ, trong cái nón đỏ như thế này và cái tóc bím nữa. Và hôm nay thì bạn ấy đã tái hiện lại hình ảnh của Như Quỳnh trong ca khúc hit một thời Người Tình Mùa Đông. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Em giới thiệu tên đi cho mình dễ trò chuyện em ha. Giới thiệu dạ, em xin chào quý vị khán giả và chào bốn vị ban giám khảo ạ. Em tên là Phan Diễm ạ. Năm nay em 26 tuổi và em đến từ Phú Yên ạ. Phú Yên. Quỳnh hát á, Quỳnh rất là o cái chữ cho nó tròn và nó rất là rõ. Em làm được ở những cái đoạn như là ai đã, khi mà em hát cao, ai đã dắt em chiều nay thì chị lại thấy nó giống. Nhưng mà những cái đặc trưng riêng của Quỳnh là những cái điểm nhấn. Chẳng hạn như trong bài này nó có những cao như là chữ lối, trên lối, chữ nhớ mãi hoặc là chữ ai đã. Là đã của Quỳnh là phải đã dấu ngã, mãi là mãi rõ từng cái nhấn của Quỳnh nó đặc trưng. Nhưng tại những cái điểm đó em không có nhấn vào cho nên nó không có thấy cái giống chị Quỳnh lắm, biết không? Chị Cẩm Ly nói rất là đúng. Chị Như Quỳnh chỉ lên những nốt cao rất là sắc nét. Những cái nốt cao khi em lên nó bị thiếu hụt rất là nhiều. Chính cái điều đó làm cho chị thấy em bớt giống Như Quỳnh trong cái bài này. Chị còn nhớ một cái bài ngày xưa chị xem chị Quỳnh trong TV. Chị Quỳnh hát là ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Mà chi mà khi mà chị nghe chị Quỳnh hát cái trong veo mà chị tưởng tượng là trước mặt chị là nó trong veo luôn đó. Có nghĩa là chị hát là veo mà teo là teo, có nghĩa là chị hát cái chữ rất là rõ. Những cái nốt cao em thiếu hoàn toàn. Có một cái điểm này mà Thành phải nhắc bạn á, ngoài những cái nốt cao anh đã nói rồi là có những nốt luyến mà bắt buộc luyến thì mới ra như Quỳnh. Anh mời em hát lại cái đoạn mà được gì ta sao cho lối đi không thành. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Đấy, lối này mới đúng nè. Mà không đúng thành của em á, nó cũng không có thành luôn. Tại vì á, Như Quỳnh phải là không thành, là không phải là vậy mà là không thành, thành. À nếu vậy mỗi khi mà chị Như Quỳnh gọi tên Trấn Thành chắc mệt lắm ha. Trấn Thành. Mà như vậy. Anh đã dắt em chiều nay này. Nó nhạc. Em cái phải tưởng tượng khi chị Như Quỳnh hát là khẩu Quỳnh nó phải là từ, nó phải như vậy chứ không phải là nay
nay là người ta bình thường coi, đây là khẩu hình nay. Nó là một cái gì đó nó bao phủ rồi nó gom cái chữ đó lại. Đó là mới là chị Như Quỳnh hát cái khẩu hình, mình phải nâng niu, nâng niu từng chữ một em nhé, cố gắng lên. Cảm ơn các vị giám khảo. Hồ nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố nhớ sáng xưa mịt mờ, thành ghế đa chiều công viên. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi. Còn đâu tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đầu anh, xin tư giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đem ta từ thành phố cũ người yêu giữa con đâu, con đâu giờ đây xin ra từ. Chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi. Còn đâu tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đầu anh, xin tự giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đem ta từ thành phố cũ người yêu giữa con đâu giờ đây xin ra từ thành phố cũ người yêu giữa con đâu giờ đây xin ra. Là ca khúc Người đi ngoài phố của nhạc sĩ Anh Việt Thu với phần trình bày của Hoài Lê và Mỹ Hạnh. Nãy em thấy trong cái lúc trình bày, em thấy anh Trấn Thành anh nhảy nhõm ra khỏi vị trí của mình cùng chị Minh Tuyết. Tôi với Minh Tuyết có gắn Bluetooth. À vậy hả? À, cứ mỗi lần mà chúng tôi phát hiện ra cái gì Bluetooth nó kêu beng 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 cái là hai đứa phải nhìn nhau.
Nói chung là thế này, anh xin lỗi với Mỹ Hạnh nha. Mà anh cái bài này anh toàn ngó cái ông kế bên em không, tại vì ổng giống quá trời giống, anh xin lỗi em luôn á, thiệt á. Cái ông Hoài Lê ổng làm tôi cười muốn xỉu. Từ những anh cái xin lỗi đứng thầm luôn, bài này anh nhìn Mỹ Hạnh không à. Vì em em cao mét mấy em? Ê nói nghe nè anh Nam, ở đây không phải là chương trình mà coi như là thi hoa hậu. Bởi vì trên sân khấu đó mình có chiều cao, mình có vóc dáng là một lợi thế rất lớn, đặc biệt là phụ nữ nữa đúng không? Em đứng gần Khả Như á là anh thấy anh ơi mình thành nhận xét tiếp đi. Đúng rồi. Anh Nam sống nội tâm ghê không? Dạ nội tâm lắm. Tới cái đoạn anh phá lấu rồi thôi à. Tới đoạn anh đâm là anh không nói nữa. Anh sẽ điềm đạm trở lại. À, hôm nay Hạnh rất đẹp. Rất đẹp với cái váy này và hát cũng rất ngọt ngào, nhưng mà Hạnh ơi Hạnh thôi em xin lỗi Mỹ Hạnh lúc nãy rồi, em đâu có thèm nhìn Mỹ Hạnh đâu, em còn ý nói là vậy. Nói bây giờ để dành Mỹ Hạnh cho anh ta. Okay, nói lát nói hồi Lê của em đi. Em nói Lê nha, ta nói rõ ràng rồi. Ok, phân chia miền nào ra miền đó. Ok, nãy giờ là em hát Người đi đi ngoài phố đúng không, nhưng mà em mặc đồ như thế này rồi phục sức như thế này là đi đi ngoài phố là không bao giờ có thể đi được về đến nơi cả, chắc chắn. Với cái vóc dáng của em hiện nay, với lại cái tóc bím một bên đó, mà mặc cái bộ trang phục của Người tình mùa đông lúc nãy đó, thì sẽ rất rất là hợp luôn ha. Cái này em đồng ý luôn, nếu như đội cái nón đỏ hồi nãy y chang luôn. Về cái phần hát của em á thì anh thấy rằng là ok. Giám khảo Trấn Thành mặc dù là không có thẩm quyền bình luận về em, mà cũng có mép tôi là em luyến nhiều quá. Hả? Trời ơi, không phải vạch mặt người vắng mặt mà ngay người có mặt luôn không? Thành mà nó bị bịt miệng nó khó chịu lắm. Đó thì anh muốn rằng là làm sao đó mình đã hóa thân thành cái ca sĩ thần tượng của mình, thì từ cái cách đi đứng rồi từ cái nhã chữ vân vân thì mình sẽ cố gắng. Lê, chúng ta lại về với nhau. Nói về bạn, bạn làm tôi cười muốn điên luôn. Tôi có nhìn qua chị Minh Tuyết, hai chúng tôi cứ trội, cứ đập chân đập cẳng như vậy là tại vì nó giống quá. Từng cái nhắm mắt mà tới là hát xong một câu cái nghiêng cái đầu một cái, hát rướng ra, rồi cái tay đưa như nè, đưa rồi cái ngồi của ông chỉ xuống liền, đứng nửa tiếng đồng hồ mới đẩy nhẹ xuống. Y chang ông Quang Lê. Ông Quang Lê là vậy nè, giống như tôi không biết là do cái này do cái tật của ổng hay là do nhiều khi mập quá để tay xuống liền không được, có để hát có để lâu thiệt lâu. Trời ơi trời, rất là giống. Giống dễ sợ, chị cứ tưởng mới gặp Lê sao giờ nó đứng đây nó hát rồi ta. Thiệt á. Chỉ có điều hôm nay cái bụng nó nhỏ hơn tí. Tổ nữa. Trời đất ơi, anh Quang Lê mà anh xem chương trình này chắc luôn. Anh nghĩ chơi với anh Thành với chị Tuyết quá à. Thật sự là chị Minh Tuyết biết rất là nhiều cái điều bên trong của Quang Lê mà không thể giải bày ra đây được. Chị không tiện thì em vạch mặt luôn. Tôi đi diễn với anh ta. Diễn xong suốt đó Quang Lê nói với Trấn Thành rằng: Thành ơi, Lê hứa với Thành Lê không ăn nữa đâu, Lê phải giảm cân thôi. Bây giờ mọi người nói Lê dữ lắm. Xong rồi ra tới ngoài quán phở: chị ơi cho em một dĩa giò heo chiên giòn, cho em thêm một dĩa bê thui, với lại chè mà thêm khoai môn với nước dừa. Và lúc đó 12 giờ đêm hơn, Lê đẩy ba thứ vô cùng một lúc vậy thôi. Cảm ơn cái câu chuyện vạch mặt của Trấn Thành vì Quang Lê. Công nhận, tội nghiệp nó xíu. Anh cũng là người cũng không thích soi mói người khác lắm, nhưng mà cũng góp vui một câu chuyện về Lê. Đó là người sống nội tâm dữ. Đó là cái này á, các bạn sống nội tâm dữ vậy anh Nam. Chương trình Thử Tài Siêu Nhí đó, thì có một cái hoạt cảnh các bé rồi đóng gánh hàng rong này kia đi bán ngoài đường, rồi sau đó là hát ca cải lương nữa. Thì trên gánh hàng rong đó thì bố trí rất là nhiều các cái đạo cụ, trái cây nè, rồi những cái gì bánh tráng trộn đủ thứ, tức là tùm lum luôn. Và vừa dứt xong tiết mục đó và nhận xét xong thì tất cả vũ đoàn vào, thì giám khảo Quang Lê bảo dừng lại. Giám khảo Quang Lê bắt đầu nhảy lên sân khấu, bắt đầu thu lượm tất cả những thứ đó. Trời đất ơi, cảnh trí mà ông không tha luôn hả anh? Không tha, và sau đó phát cho những giám khảo còn lại ăn. Trời đất ơi, thiệt á. Chúng tôi nói thẳng và chọc kẹo Quang Lê là bởi vì rất rất là thân với Quang Lê, thương Quang Lê như là một đứa em ruột vậy đó. Thân lắm, vì thân cho nên cũng không có khách sáo nhiều. Giờ mình bớt thân, bớt thương Quang Lê lại được không ạ? Rồi, chúc mừng hai em đã hoàn.
hai trai đẹp của chúng ta đang chờ đợi những lời góp ý của các vị giám khảo. Thật sự ra mà nói thì giọng của Ngọc Tân không khác Hà là mấy so với giọng thật. Thì anh nghĩ là cái bài này chắc là cái quãng nó không có thuận lợi cho Tân lắm. Thấp thì nó hơi thấp quá, nhưng mà lên cao thì nó cao không tới. Nó bị lỡ lỡ á, thành thử ra nó không thuận lợi cho em lắm. Cái bài này Lâm hát ổn định hơn rất nhiều. Và anh thích Lâm khi Lâm là Lâm hơn. Giọng rất là đẹp và hát sạch sẽ lắm. Cái nốt của em nó sạch. Và em biết cách thả hồn và bài hát rất nhiều. Anh nghĩ là nếu em đi làm một ca sĩ chuyên nghiệp thì anh nghĩ em có nhiều điều kiện thuận lợi để nổi tiếng. Đẹp trai, thấy không? Vóc dáng ổn định, hát cũng ổn định rất là tốt. Quan trọng hơn hết thì anh chỉ góp ý cho em thôi. Cái này đã là về thẩm mỹ âm nhạc của em. Hiện nay em hát bài này hơi bị ủy mị và nó bị lê thê. Nhưng mà anh vẫn thích em, tại vì em hát rất là tốt. Và cả Tân cũng vậy. Bài này những đoạn cao thì Tân mới là người giữ được. Tại vì Tân hát giọng gió, Tân có thể rướng lên. Và chính vì em hát giọng thật cho nên những cái đó thật ra em để xa để em ăn gian. Chứ thật sự Tân mới là người rướng mấy cái giọng cao. Chỉ có một cái góp ý nhỏ mà tụi em để dành kinh nghiệm là khi mình hát càng thấp nó sẽ không rõ lời. Vì thế khẩu hình mình đừng khép lại nhiều quá, nhất là Hoàng Lâm. Nhưng khi em solo cái đoạn mà riêng của em đó rất là tình và đẹp vô cùng, cái quãng đó của em đẹp lắm. Còn Tân á, theo cảm nhận của chị luôn là em á, khi mà tụi em hát đồng thanh nó không được quyện với nhau. Có thể là do Tân lúc nào cũng hát theo cái kiểu mà kìm ra cái giọng hơi, còn em là em thẳng ra luôn, cho nên là hai cái nó không dính vào với nhau, không quyện thì đúng hơn, chứ không phải là tụi em bị so le nhiều. Nhưng Tân để ý một xíu, mai mốt em hát đôi em phải nương bạn một tí xíu, tại vì em hát theo cảm xúc, cho nên Lâm phải nhìn miệng em để bè theo, để nương theo, cho nên đúng Lâm rồi. Một cách rất là dò tìm cái khẩu hình của em để mà hát theo, cho nên chị cũng tội Lâm ở cái điểm đó một phần. Cho nên là nếu mà mình hát đôi á, mình tập thật là kỹ, còn không thôi tụi em phải nương nhau cái cách mà mình sẽ xuống câu nào, xuống từ nào. Chứ không thôi mình, ví dụ Tân em hát gì cảm xúc em quá tự do thì tội nghiệp Lâm phải nương theo miệng em để mà hát. Cái đó chị nhìn thấy điều đó. Ok, đó là đẹp. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chúc mừng hai em. Đôi ta có nhau, bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói. Giờ câu yêu phôi phai cũng chỉ vì ta quá hờ, biến yêu thương này thành bao khổ đau. Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng ban chia để lại làm cuộc đời ta đớn đau. Có điều gì vang này còn đâu, cùng này làm rơi anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì, trong tim anh giờ trái đắng còn lại một mình sâu lắm. Cuộc đời đã mất chỉ bao nhiêu thứ mình đã có, chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai anh khiến em giơ tay buông rơi. Bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng đợi xin một lời tha thứ. Đi cũng là thời gian mưa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng mặn chia đi lại làm cuộc đời ta đớn đau. Có điều gì vang này còn đâu, cùng này làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì, trong tim anh giờ trái đắng cũng lại một mình sâu lắng. Sai
muốn nói, chỉ sợ rằng người trốn tránh, hỡi lòng vẫn biết anh chẳng ta xin một lời tha thứ. Cuộc đời đã mất chỉ bao yêu thương quên ta khô, chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi. Lòng này đã sai anh khi đang giơ tay buông rơi một câu uẩn hận muốn nói, chỉ sợ rằng người trốn tránh, hỡi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thứ. Dạ thưa quý vị, đó là Tiến Thành với ca khúc Tha Thứ. Có lẽ cũng dễ hiểu phải không các bạn? Có tha được không? Không phải, tại vì khi người ta muốn tha thứ, người ta phải thể hiện cái sự nhiệt tình của mình như vậy. Người ta phải quằn quại, người ta phải đau khổ như vậy. Cho Như hỏi cái là cái những cái động tác đó là bạn nhìn thấy anh Khánh Phương làm hay là cái này là do bạn tự thể hiện? Dạ, cái động tác này là của anh Khánh Phương trong cái bài Tha Thứ. Wow. Người đã nói thật rồi mà muốn tha thứ mình phải dằn xé mình như vậy, người ta mới thương, người ta mới tha thứ cho mình. Nó được giống như là một bài múa đương đại thật sự luôn đó mọi người. Đây là fan cuồng đúng không? Em duyên dáng quá cưng ơi. Anh nghĩ em hơi vu oan cho Khánh Phương á, chứ Khánh Phương sao vậy anh? Không làm vậy đâu. Chị nói thiệt á, nếu mà mọi người bầu em là thánh diễn đó thì em sẽ xin nhường ngôi lại cho Khánh Phương. Mà nếu Khánh Phương diễn giống như em như vậy là bởi vì chị giật mình mấy cái động tác của em, chạy vì chị chưa có coi Khánh Phương diễn. Chị xe qua chị hỏi, ủa Khánh Phương diễn vậy hả Tư? Đó. Cái đoạn mà đại bàng xè bãi cát á. Lâu lâu có cái. Dạ, tại thật ra bản thân Đại Nghĩa cũng vậy, coi Khánh Phương là coi qua MV. Thành ra là cũng không có biết rõ là khi Khánh Phương trình diễn ngoài sân khấu có quằn quại như vậy hay không. Không, tôi xác định là có. Hồi xưa tôi đi hát, ổng là có cái này. Nhưng mà thật ra làm tới mức độ như bạn thì cũng không biết là có hay không. Nhưng thực sự ra là có đó. Tại vì Phương, tôi thích nhất là cái chiêu mà Barcelona đó đang đi cái hi chặt 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 đi à, tôi thích cái đoạn đó rất là giống cái đó thật. Có chỉ có cái là giờ thì bạn thi thì bạn làm đậm nét hơn tí thôi thì nó mới gây cười. Thì tôi nghĩ là cái điều đó cũng biết sao khen, dễ thương mà. Khánh Phương á là có học vũ đạo này kia, và anh thấy là trong một số cái chương trình trình diễn đó là Khánh Phương có đội cái mũ nè, sau đó là có đeo một cái găng tay màu trắng giống như dạng Michael Jackson vậy đó, và biểu diễn những cái động tác á, ở những cái đoạn mà gian tấu này kia đó thì biểu diễn đưa tay này chân và hình như là đi dạng như cá heo một chút xíu. Rất là nghèo. Cá heo đi sao anh? Anh không đi được cái đó, nhưng mà đi ngược lui giống như Michael Jackson. Anh ơi, cái này người ta gọi là moonwalk hả? Đây là moonwalk. Tại sao lại có cái vụ mà đi cá heo? Không, cá heo vì, đi sao? Vì biết sao? Vì cá heo á, lúc mà làm xiếc á là nó có thể đi được trên mặt nước á. Đúng rồi, lúc đó cá heo đi ngược như vậy luôn. Dừng thẳng lên vậy nè. Đúng rồi, không, anh chưa không, thấy nó đi kiểu cái đó. Cái thuật ngữ này một cái thuật ngữ cũng khá là nôm na thông dụng để dùng cho đó. Ok. Bây giờ thì mình dùng cái hình ảnh mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam muốn nói. Tức là những cái khiên cá heo làm xiếc nó đứng dựng lên và nó lướt trên mặt nước thế này. Chặt đạo diễn hả? Moonwalk đó. Cha tự điển đi nha. Em chỉ biết tiếng Anh nó tên là moonwalk thôi chứ không biết cái vụ mà đi cá heo. Không lẽ là nhưng mà mọi người có công nhận á là Trấn Thành đi cá heo rất đẹp mà mặc dù mặc áo khỉ. Trời ơi, anh Thành tất nhiên là phải đi cá heo đẹp rồi. Như... gì đó con cá bạc má. Anh Thành dễ thương. Không, anh nghĩ là em... tôi biết à. Anh nghĩ là em nếu mà có học thêm, có vũ sư bày em những cái động tác đó, em làm chuyên nghiệp như là Khánh Phương á, thì nó sẽ ra hơn và cũng là quằn quại, nhưng mà quằn quại trong cái sự chuyên nghiệp của những cái động tác vũ đạo. Chứ hiện nay vừa rồi là đúng là em quằn quại trong cái nỗi tuyệt vọng giữa một cái đảo hoang nào đó mà vắng người á, anh nghĩ vậy. Không nha, thì anh phải cãi, anh bảo vệ em tới cùng. Là bây giờ tại vì đây là vòng đầu, nếu em vào vòng trong còn có cái để hoàn thiện, như giờ làm tốt quá rồi vào vòng trong làm gì nữa.
Và cái vừa rồi em làm rất đáng yêu. Em hiểu không? Em làm cho cả khán phòng vui. Minh Tuyết, Cẩm Ly quay qua. Ủa, lại này vậy hả? Kiểu gì? Em hiểu không? Em làm cho cả giám khảo hoang mang. Anh thích cái điều đó. Đúng, tôi cũng thích như vậy. Mặc dù tôi không biết rằng Khánh Phương có thật sự làm như vậy hay không, nhưng mà khi xem bạn ấy diễn á, mình cảm giác rất là vui, có cảm giác rất là giải trí. Em làm vậy là anh tha thứ cho em liền luôn á. Cái sự thành tâm của mình mà, đúng không? Chị cũng chưa thực sự là coi Phương diễn cái bài này như vậy. Có thể là chị nghĩ là có cái phong cách của Phương ở trong đó. Có. Nhưng lại nhắc nhở tụi em một lần nữa. Đừng có bị quá, ví dụ là em chỉ diễn là một cái ít cái phong cách để mình thấy là hình ảnh của Khánh Phương, chứ em bưng nguyên cái si em làm nhiều quá lại bị một vấn đề lần nữa là quên hát mất tiêu luôn. Đúng rồi, chút xíu nữa mất luôn cái câu mình lạm dụng quá về cái phần biểu diễn về hình thể. Nhưng mà phải ghi nhận một điều rằng em có sự đầu tư, em có nghiên cứu rất là kỹ, cho nên em mới làm hết cả nguyên một cái đoạn đó như thế. Giọt mưa rơi ngoài hiên, từ giọt nước mắt triền miên. Dù rằng em đã xa ngút ngàn, lãng quên tình yêu anh dành cho em. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối. Sau thời gian xuôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn gần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sẽ lạc lối trăm năm, bước sau thời gian xuôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn gần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trăm năm. Vượt sâu thời gian xuôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn gần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng.
Thưa quý vị, đó là ca khúc Nơi Thời Gian Ngừng Lại, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Vân. Hai bạn Văn Phong và Minh Vương đã tái hiện lại hình ảnh của đôi song ca một thời Tuấn Hưng và Lệ Quyên qua ca khúc này. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời chị Minh Tuyết. Phong ơi, chị xin trân trọng thông báo là em đã có thêm một người fan ngồi dưới đây rồi. Đó là chị. Hồi nãy chị Ly nhắc lại Phong, mùa đầu tiên của Tuyệt Đỉnh Song Ca thì khi mà em hát bài đầu tiên bốn người thì chị không nhận ra, mà khi em hát cái bài vừa rồi, vòng vừa rồi thì chị nhận ra em. Chị nói, ủa sao giờ nó đẹp trai vậy ta? Đó là hiện tượng vậy thì thành công. Đó, bởi vậy trong cái bài hát này thì chị thấy Phong, em không còn đặt là em đang phải bắt chước từng câu từng chữ nữa, đã nằm lòng hết tất cả những cái đặc trưng riêng biệt của Tuấn Hưng trong bài hát này. Nói chung là chị không có cái gì để phải góp ý Phong, bởi vì Phong đã quá hoàn hảo với thần tượng Tuấn Hưng. Vâng, cảm ơn bạn. Phương, bài hát này thì Phương lại không có hát nhiều chính, nhưng cái phần solo của Phương nhất là cái câu thứ hai á Thành. À, thoáng qua như mùa xuân chiêm bao. Đó, cái câu đó rất là giống. Nói chung là chị cảm nhận là chị đang ngồi coi Tuấn Hưng với Lệ Quyên, chứ chị không cảm nhận là chị đang coi một cái cuộc thi của hai thí sinh đang thi cho thần tượng của mình. Chúc mừng hai em trong tiết mục vừa rồi. Chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ca sĩ Cẩm Ly. Bây giờ chị sẽ nói về Phương. Tất cả các thí sinh nên nhớ một cái điều quan trọng khi mình lên sân khấu, đứng trước ống kính. Khi hát đôi đúng là chúng ta nhìn nhau, nhưng hạn chế hoặc là đứng góc nhìn nghiêng như thế này nè. Có nghe được tiếng hát thì có thấy được gương mặt đâu. Khi mà đứng như vậy là không thấy được mặt của mình. Và cái cách để đứng mà ăn gian là nó đứng nghiêng như vậy, giống như đứng gì nè. Đấy, hiểu không? Các em làm ơn coi nhiều video của Minh Tuyết để học hỏi kinh nghiệm về ăn gian lợi mặt với máy. Minh Tuyết có thể nhìn bạn diễn nửa ngày trời nhưng máy vừa tới là em cái đó là gốc máy đó. Em nhìn Minh Tuyết và học hỏi các em nhé. Cái này là cần thời gian, kinh nghiệm thì các em sẽ tự biết ăn gian cái góc mặt nào mình đẹp và mình. Cẩm Ly đang soi thí sinh bây giờ. Trấn Thành có một cái này nó không liên quan, tôi xin phép, tôi rất là xin lỗi ba vị mà tôi thấy là tôi làm cái điều này nó hơi kỳ cục, nhưng mà tôi không nói, tôi bức xúc quá tôi chịu không nổi. Chuyện gì? Tôi thấy là bữa nay Khả Như nó ăn mặc một cái bộ đồ mà nó rất là hay nhá. Tôi sẽ dùng cái danh từ này, tôi gọi là thời trang ứng dụng tốt hả? Em ơi, khi mà em cảm những lúc sổ mũi, em cầm cái này em quẹt mũi thì rất là tốt, em hiểu không? Em sẽ thấy không có cái gì hiệu quả bằng nó, hay là ăn em để em chùi miệng, rất tuyệt vời. Còn cái quần chưa đâu, em riêng như đứng thẳng lại. Em ơi, chỉ cần đưa cái quần em ủi thẳng, chơi ô ăn quan tuyệt vời. Ông nói cái gì cứu em cho em về vị trí nè. Không, Như ơi, anh là hoàn hảo rồi, anh không muốn. Và quan trọng, một điểm này mà anh Thành nói với Phong là cái điều này sẽ rất là khó có, đó là Phong rất là men. Cái điều đó là cái điều cực kỳ hay trong cái cách biểu diễn của em. Cái điều đó nó quan trọng lắm á. Rất quan trọng. Tuần sau hát bài Lý Cây Bông cho anh nghe không? Chưa thấy đã vui vậy. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Giờ lắm câu mong chờ tình hưng mơ. Giờ lắm từng đêm tối ước bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Sạch vai trên con đường dài, mình riêng nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em, rồi đâu sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa.
tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi mà thôi. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi. Cho mắt lệ hoen mờ, lời thiên tha qua tâm tư trọn mộng trọn mơ, về tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường giang dở, mình đã gieo neo qua chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên, vì mây chẳng đường được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhân chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình yêu nhau qua bao đường đầy gian khó, có anh và em rồi đêm sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi thăng trầm khi buông phòng, nhiều lúc trời đã dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi mà. Rồi là một bản liên khúc
với hai bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau. Thưa quý vị, lần đầu thấy Quang Lê nhảy trên sân khấu. Mà nào giờ hát có nhảy giờ chưa em? Dạ chưa bây giờ dạ. Ờ, anh Quang Lê cũng vậy đó. Anh Quang Lê mà anh thấy cái người hóa thân của anh mà nhảy như vậy, chắc anh cũng sẽ cố gắng để mà nhảy như vậy luôn á. Thôi đừng. Sao vậy anh? Ừ, Quang Lê cứ hát thôi chứ nhảy mệt lắm. Ừ. Thôi cứ nhảy thì để tiếc lo. Đúng rồi, Quang Lê thiệt mà nhảy trời té một cái là không biết ai ra đỡ nữa. Tiến Huy, bạn chưa có thật sự là xuất sắc trong phần trình diễn này, nhưng mà Thành cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn. Có vài chỗ bạn hát cũng rất là giống Quang Lê, nhưng mà nó không có được ổn định. Còn riêng với bạn Thanh Mồng, một sự bứt phá. Hôm nay bạn làm tôi phấn khích, nhảy nhót điên cuồng, tôi quên cả chính mình, tôi vỗ tay phạt phạt. Có những đoạn bạn làm quá là cưng. Hôm nay giọng hát bạn khỏe, vang, sáng. Và đúng, bạn có luyện tập. Hôm nay bạn đã có những cái độ ngân giống chị Tuyết, mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cái điều đó tôi đang chờ đợi bạn ở những vòng như chung kết chẳng hạn. Một lời hứa hẹn tuyệt vời. Tôi mê cái đoạn mà bấu bấu cái lỗ tai này nè. Cái đó là Minh Tuyết hay hát bấu bấu lỗ tai. Tôi không biết là do nghe headphone hay là nhiều khi ngứa gãi. Mệt. Xin hỏi chủ nhân. Nghe đó. Cái hộp xoàn nặng của nó triệu xuống. Có cái vụ bấu bấu này tôi chịu đó. Thật sự là cái vụ bấu bấu là có một lần Tuyết có nói về Tuấn Hưng đó. Là về Tuyết với Tuấn Hưng đều đeo cái headset đằng sau lưng, là cái máy để nghe cho nó rõ đó. Đôi lúc mình phải chỉnh sửa chút xíu nên hay bấu bấu. Cũng nhiều khi đôi lúc hộp xoàn nó cũng nặng nên cũng phải thế rồi. Vậy chị Tuyết là khó đoán lắm không? Đôi khi những cái động tác như thế á, mấy em không có hiểu, giống như Tuấn Hưng cũng không hiểu, cứ là cái mò mò vậy đây rồi. Vậy là thực ra là mấy cái máy đó nó hại. Mấy em tưởng là cái phong cách của mấy đứa đó thiệt tình. Nhưng mà nhờ vậy có cái người ta làm, đúng không? Nhưng mà có nghĩa là các em có sự nghiên cứu. Đó, yeah. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Không? Chị Tuyết, ví dụ như là bạn Mộng á, bạn hát cái bài mà Yêu Mãi Ngàn Năm là bài của chị rồi, cho nên bạn ấy là dễ thể hiện đúng cái giọng của chị. Nhưng mà khi qua hát cái bài mà Đừng Nói Xa Nhau của Quang Lê thì đúng là hơi khó thiệt. Không, dạ. Thực sự là mọi người không biết vì hai bài hát này chị và đều Quang Lê đều đã hát rồi. Dạ vậy thì bây giờ mời chị Tuyết hát thử một đoạn trong bài Đừng Nói Xa Nhau được dạ, không ạ? Dạ xin mời chị. Trời ơi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ huyết mờ. Lời thiết tha cho tâm cứ chết mộng. Yeah. Thật sự là nói thiệt là năm thuở 10 thì gặp Quang Lê mới hát bài này nên không có nhớ lời. Nhưng mà thế này, đối với chị á, thì chị lại thấy rằng là cái bài Đừng Nói Xa Nhau em hát á, lại có phần giống chị. Mà cái bài đầu tiên á, nhất là cái đoạn đầu vào á, chị đã nói em từ cái vòng đầu rồi. Có thể là chị sẽ khó hơn những người khác bởi vì chị biết như thế nào. Khi mà em hát bắt chước chị, đừng có quá ủy mị. Nó chỉ đôi lúc chị hay luyến ra những cái đuôi thôi. Nhưng mà nguyên cái câu nó không phải là quá ủy mị. Cho nên nếu em làm quá ủy mị, bản thân chị nghe chị thấy nó hơi khó chịu. Em hiểu không? Nên ví dụ như là em hát là sơn lắm khi yêu ai tìm dại khờ. Sớm lắm tình chữ thái đã vội bay. Chứ nó không phải là sớm lắm khi yêu ai. Nó, em hơi bị ủy mị quá. Nhưng mà em có những cái ngân và những cái âm sắc nó giống chị. Cho nên em chỉ cần tiết chế cái chỗ đó thôi, đúng không? Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi ai. Có là chị luyến cái đuôi nhẹ nhàng, em chỉ cần tiết chế cái đó thôi thì em sẽ giống chị rất là nhiều ha. Cho nên
rất là mong em hiểu được những gì mà chị thực tập cho em hồi nãy giờ để em có cơ hội vào vòng trong mà em làm tốt hơn và giống hơn. Bởi vì không có gì sung sướng bằng khi mình ngồi ở dưới đây mà lại có một người thần tượng mình đứng trên đó hát giống mình và diễn giống mình. Dạ, yeah. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất là nhiều ạ. À. Vâng ạ, à, còn cho chị nói chút xíu về Quang Lê. Không biết em có tròn lên hơn tí xíu vòng trước không ạ? À? Em có ăn giò heo chiên giòn rồi nhé mà. Lúc lúc mới thi về thì không được chọn thì em có đi tập gym xong rồi được vé chọn của chương trình thì mừng quá em ăn lại vậy. Thấy thương ghê không? Chị nhìn em giống Quang Lê dễ sợ, nhất là cái lúc mà em nhảy em te cái tay vậy nè. Cho nên là chị rất là khen về cái phong cách của em ngày hôm nay, rất là giống Quang Lê. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Giám khảo Nội Tâm, sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào ạ? Hai cái bài này, Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau, ban đầu vào thực sự là cái phần này là cái phần không gian của Thanh Mộng rất là nhiều. Những cái động tác hình thể về mặt biểu cảm của em có sự nghiên cứu và cũng có sự cố gắng. Tuy nhiên là trong cái đoạn đầu mà Yêu Mãi Ngàn Năm thì nó vẫn chưa thực sự ra như là anh mong đợi lắm, vì anh quan sát của Minh Tuyết rất là nhiều qua những cái CD hoặc là những cái phần biểu diễn của cổ. Cổ sẽ rất quyến rũ một cách khác khỏi, chứ không ủy mị nha. Nó có độ da diết và nó rất là đã. Như cho chị mượn cái kẹp, chị kẹp cái lỗ mũi chị lại như... Sao vậy chị? Nó bị sao vậy chị? Chị nở quá em. Dạ. Thanh Mộng, anh mong là nếu như mình thả hồn hơn một chút xíu thì nó sẽ làm trọn vẹn hơn và da diết hơn. Anh làm việc với chị Minh Tuyết nhiều lần rồi, và trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca là chị huấn luyện cho các học trò của mình á, những cái tâm trạng á, từng câu gọi là min từng chữ từng câu á, thì chị hầu như thức đến 12 giờ đêm ở lại sân khấu để chỉ có những cái đoạn diễn xuất rất nhỏ trong bài hát. Và anh cũng thức cùng với chị tại sân khấu cho nên là thấy rất là vất vả. À sao thức cũng cùng luôn hả? Nghe à, không, có nghĩa là mình ở lại sân khấu cùng nhau. Thành chứ ở lại cùng nhau luôn hả? Với ekip, với học trò. Hết hồn luôn. Bị dài. Mà cái vấn đề là ekip có hai người ha. Anh thấy MC Đại Nghĩa hôm nay đơm đặc rất nhiều. Dạ thôi em trở lên. Anh Nghĩa, anh có thể vào trong nghỉ ngơi. Anh Nam kêu Nghĩa. Em lên đây đi đi em. Em khổ đừng quá. Có đứng dưới đó. Đứng ở đó người ta dễ so sánh mình với Minh Tuyết lắm nha. Còn về phần Quang Lê thì những cái diễn xuất của em hoặc là về cái hình thể này kia thì nó khiến anh liên tưởng tới Quang Lê. Tuy nhiên là về giọng hát thì anh chưa thấy là Quang Lê đang hiện diện ở bài hát này nhiều. Cho nên là anh mong đợi là nếu như em được vào vòng sau thì em sẽ thể hiện nhiều hơn nữa. Đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tê. Anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Con nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Canh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ngưỡng huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Dáng có quên gì đã mòn kia vẫn ghi.
ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo không dương mình ước huy hoàng được bàn tay chính ngài dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ khỏi đường xưa mà nhớ gian có quyền gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với. Và Việt Quân. Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui, thiệt là vui luôn. Tôi nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á, ví dụ như là huy hoàng. Anh thích chữ hoàng phía sau rồi chín ngà, chữ ngà phía sau á, cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á, trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu để cho nó định hình trước. Để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc. Và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người. Xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình thì giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người, phải nói như thế nào,
Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa, vì em hát quá giống anh Sơn, khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá, thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống, nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chị dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó, em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác. Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm. Tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại okay. Bởi vì khi mà mình vào vòng trong thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng Trần Thuận và Đăng Trang đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo, mời ca sĩ Minh Tuyết. Trời ơi Thuận ơi, hôm nay lúc mà em ngồi trên đó, đầu tiên là cái hình tượng của em ngồi, nếu nói thiệt không ai biết, nhìn tưởng Hạnh Tuấn rất giống luôn, giống dễ sợ luôn. Đây là bài hát mà chị nghĩ rằng là em hát giống Hạnh Tuấn nhất và hát tốt nhất từ đầu chương trình tới bây giờ của em. Cái cách mà em luyến những cái câu nói, trời, xa em kéo xa lên, héo, trời ơi, nghe nó héo luôn vậy đó. Nghe nó đã lắm, nó đúng là Hà Anh Tuấn luôn. Trời ơi, chị nói thôi chết rồi, sao kỳ này, sao thí sinh nào cũng hát hay, kiểu này chắc chết quá. Thì đến Trang vào, vì giống quá đi, thì mọi người thích điên cuồng luôn. Nhưng mà đến cái điệp khúc thì Trang lại bị tuột dốc một chút xíu. Cái cao độ của em nó không có, nó không phải là phô nhưng nó không có đã. Trang hiểu không? Chị cảm giác có lẽ là vì Trang muốn ém nó, hơi nó vào để cho nó nhẹ nhàng, cho nó tình cảm. Cho nên nó làm cho mọi người tức á. Tức vì đang quá hay á, Trang hiểu không? Đó, thì chị chỉ tiếc cái chút đó. Tiết mục vừa rồi thật sự quá tuyệt vời. Ở phần đầu, một Hà Anh Tuấn, Lâm Trần Thuận, anh có phần cảm thấy hơi có lỗi một chút. Vì tập lần trước á, anh thực sự không đánh giá cao em bằng một số trường hợp khác. Và hôm nay thì anh đã cảm thấy mình có lỗi khi mà em hát những cái câu vô cùng tình với những cái ngân rung
Mà thật sự là thuyết phục anh hoàn toàn. Còn về phần của Đan Trang, hôm nay em hát cái đoạn đầu rất rất là hay. Nhưng mà về phần diễn của em á, thì anh chỉ ước là lúc kết á, anh biết là giấc mơ và hai người là hai cái không gian không thể nào chạm với nhau được. Nhưng mà anh ước giá như mọi người có thể cố lại gần nhau hơn, nhưng không thể á, thì lúc đó nó sẽ càng dây dứt hơn cho cái bài này rất nhiều. Dạ, giờ sau cũng xin cảm ơn những lời góp ý như lời nhận xét từ ban giám khảo đã dành cho hai thí sinh. Xin cảm ơn các em.